Đâu Dương? Đâu Dương? Đâu Dương? Ông Dương chụp cho xong bật cả cho ấy. Ông Dương sáng chụp rồi, ông sáng chụp rồi. Đấy, em có ra luôn bỏ sáng đâu mà bắn vào. Ông Dương chụp cho bắn cả cho sáng. Tôi chụp cho bắn cho ông Dương. Ông cu lại một đâu? Thấy chụp tối lắm. Có. Nó sợ. Cái ông sáng sáng. Ông Dương chụp cho anh cũng cầm. Chị Minh đang ngồi thả chi. Vâng. Mặc quần áo này ngay vào ngoài toàn người khách du lịch Ấn Độ với khách Tây và đòi chụp liên tục mà nhập không cho chụp. Sang bên điện chụp kiểu à? Nhập không cho chụp. Ở bên điện nó cho tao qua đây mà. Đấy. Nhưng mà bên điện ngó trong bên điện này. Sáng đang ngồi bắt chim. Ờ, sáng đang ngồi gặp quá. Gặp quá mà đây ông sáng đang ngồi bắt chim. Quay video. Nhưng mà cái điện ngó trong cái điện này.